Khi đoàn xe chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân tiến lên từ phía sườn đồi Capitol và dừng trước tiền sảnh tòa nhà Quốc hội, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và hôn thê đã chờ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân. Trong không khí ấm tình hữu nghị, Thủ tướng Anthony Albanese mời Thủ tướng Phạm Minh Chính bước lên bục danh dự, cũng là lúc 19 loạt đại bác dưới sự điều khiển của các khẩu đội pháo quân đội Australia lần lượt vang lên trên đồi Capitol. Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Sau khẩu lệnh chào mừng của đội trưởng đội danh dự quân đội Australia, quốc thiều Việt Nam đã được cử lên. Đội trưởng đội danh dự quân đội Australia trân trọng mời Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự. Sau đó, Thủ tướng Australia và Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu cho nhau về thành phần quan chức hai bên tham dự lễ đón. Dưới ánh nắng chan hòa và cờ hoa rực rỡ, quân nhạc quốc thiều của Việt Nam và quốc thiều Australia đã vang lên rộn rã. Sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng ký sổ lưu niệm và trao đổi tặng phẩm với Thủ tướng Australia và hôn thê. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia tiến hành hội đàm. Chuyến thăm chính thức Australia lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ hai nước đã có những bước tiến vượt bậc, đạt kết quả toàn diện. Mức độ tin cậy chính trị hai bên được gia tăng, được cho là cao nhất từ trước đến nay. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, ngay cả trong đại dịch COVID-19. Hai bên hợp tác tốt trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt 13,8 tỷ đô la Mỹ. Hiện Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thứ 10 của Australia. Australia hiện có hơn 600 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư là hơn 2 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 20 trên 143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam có 92 dự án đầu tư sang Australia với tổng số vốn đầu tư là 552,7 triệu đô la, đứng thứ 11 trên 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Australia. Australia là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam, cung cấp nhiều học bổng theo các chương trình dài hạn và ngắn hạn cho Việt Nam. Hợp tác giữa các địa phương hai nước phát triển tốt đẹp, đặc biệt với khoảng hơn 350.000 người, cộng đồng Việt Nam tại Australia đang đóng góp quan trọng cho quan hệ hai nước. Chuyến thăm Australia lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính là dịp để hai nước cùng đánh giá những bước phát triển của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt trong việc triển khai quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên, cũng như thỏa thuận cấp cao mà hai bên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, hai bên định hướng sẽ hợp tác thời gian tới, trong đó nhấn mạnh các mục tiêu hợp tác thương mại, thúc đẩy đầu tư từ Australia vào Việt Nam và từ Việt Nam sang Australia. Đặc biệt, điểm nhấn của chuyến thăm lần này sẽ là mục tiêu mở rộng hợp tác giáo dục đào tạo, trong đó có đào tạo nghề, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tận dụng những động lực mới hiện nay, nhất là về kinh tế số, kinh tế xanh, quá trình chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam. Theo chương trình sau hội đàm, Thủ tướng Australia và Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, đồng thời gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm, trong đó công bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia.